bốn chiêu giúp sống thêm hơn 30 năm. Ngoài yếu tố sinh lý, muốn khắc phục ma bệnh còn phải điều chỉnh tâm lý. Cười, không giận hờn, nhìn mặt tốt của vấn đề và buông thư là nguyên nhân lớn giúp tôi khắc phục bệnh tật đến nay đã hơn 30 năm. Học cười là một bài học rất đặc biệt. Vì tôi biết, khi cười, nhất là khi cười to, thì các tế bào trên thân đều buông thư. Tế bào chỉ có thể trong trạng thái buông thư hoàn toàn mới có thể phát huy hết sức sống của nó, đủ để ứng phó với sự xâm nhập bên ngoài. Lúc mới học cười, thực ra không phải thực tâm muốn cười, mà tôi chỉ miễn cưỡng bạch miệng ra cho có vẻ cười mà thôi. Nhưng lâu ngày, tâm lý tự nhiên dần dần phối hợp, thành ra cả ngày đều cười nói vui vẻ. Sau khi mắc bệnh ung thư, cười là một bài tập mà tôi phải làm mỗi ngày. Có một lần, một bệnh nhân mặt mày ủ chột đến tìm tôi. Thấy bà ta lo buồn quá, tôi mới hỏi cô con gái cùng đến với bà: mẹ cháu có sợ nhột không? Cô bé đáp: sợ. Do đó, tôi nói nhỏ với cháu: sau này khi mẹ đang nằm trên giường, cháu cù cho mẹ cháu cười nhé. Cô bé y lời, mỗi ngày cố gắng làm cho mẹ cười. Lần lần, bà ta không còn mặt mày ủ dột như trước nữa. Giận hờn là người khác làm sai mà mình tự trừng phạt lấy mình. Học không giận hờn là một bài học rất khó. Tôi là người tính thẳng thắn, lại thích xen vào chuyện bất bình. Thấy cái gì bất công, không hợp lý là nhảy vào can thiệp ngay. Từ khi hiểu được đạo lý giận hờn là người khác làm sai mà mình tự trừng phạt lấy mình, tôi liền bắt đầu thực tập. Chẳng qua tập khí lâu ngày khó đổi, phải trải qua 4-5 năm sau mới thấy có chút thành công. Mới đầu người khác khiêu khích, tôi liền phản ứng, sau đó lại hối hận. Sau này khi bị khiêu khích, thấy cơn giận sắp bộc phát, tôi liền tránh đi chỗ khác, từ từ điều chỉnh lại tâm lý của mình. Sau đó, lần lần tôi không còn cần phải tránh chỗ khác nữa, ngay tại chỗ vẫn có thể dằn được cơn giận. Tự nói thầm: hắn thật đáng thương. Để điều hòa lại tình cảm của mình, hiện nay dù gặp hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể mỉm cười ứng phó. Chúc mừng bệnh nhân bị ung thư. Có thái độ lạc quan, nhìn vào mặt tốt của vấn đề, có ảnh hưởng rất lớn đối với hiệu quả trị liệu. Lúc tôi mới phát hiện mình mắc bệnh ung thư, vì bao nhiêu đau khổ phải gánh chịu, nên đối với nhân sinh, tương lai đều mất hết tín tâm. Việc trị liệu do đó cũng không có hiệu quả. Thời gian sau đó, do nơi tìm lại được niềm tin, hy vọng nơi cuộc sống và tương lai, dù không có trị liệu, sức khỏe vẫn từ từ khôi phục trở lại. Do đó, sau khi sức khỏe tôi đã tiến triển tốt, ngoài chuyên nghiệp của mình ra, việc tôi thích làm nhất là khích lệ bệnh nhân ung thư. Mỗi khi gặp những bệnh nhân sầu khổ, lúc nào cũng lo lắng, dường như tận thế đến nơi, được người ta giới thiệu đến thăm, tôi đều giải thích tường tận cho họ những nghi vấn, cũng như giải tỏa mọi lo lắng bất an. Nhất là khi bản thân tôi chứng minh cho họ thấy một tấm gương bệnh nhân khỏe mạnh, vui vẻ trước mặt họ, ai cũng dễ dàng khôi phục lại lòng tin. Do đó, một bệnh nhân lo lắng ủ dột vào thăm, khi bước ra liền trở thành một người lạc quan, vui vẻ. Việc tôi làm không phải là hiển lộ phép màu. Thực ra, tôi chỉ giúp cho họ thấy được hy vọng, tăng thêm niềm tin và chuyển hóa thái độ tiêu cực thành tích cực. Thậm chí, có bệnh nhân ung thư đến thăm, tôi còn bảo: chúc mừng bạn có bệnh ung thư. Vừa nghe qua, họ liền sửng sốt, không hiểu tôi muốn nói cái gì. Tôi liền giải thích: nếu như bạn không có ung thư, làm sao bạn biết thay đổi thói quen ăn uống, làm sao biết bắt đầu vận động, lại làm sao biết học cười. Lại nữa, từ nay cuộc sống của bạn
sẽ mỗi ngày một tốt đẹp hơn, mỗi ngày một sống có phẩm chất và ý nghĩa hơn. Như vậy không đáng chúc mừng hay sao? Nghe vậy, người đó liền an tâm đối với bệnh của mình. Đời tâm lý của người bệnh ổn định. Lúc sắp chia tay, tôi lại nói: chúc mừng cho bạn một lần nữa. Nghe vậy, người này lại ngơ ngác, tự hỏi: mới chúc mừng đó, bây giờ lại chúc mừng nữa. Lúc này tôi mới bảo: tôi đem kinh nghiệm đổi kháng bệnh ung thư của mình trong suốt 30 năm chia sẻ lại cho bạn chỉ trong một chốc lát. Đây không phải là điều đáng chúc mừng hay sao? Người ấy nghe xong, càng vui vẻ, trân trọng, ra về trong hoan hỷ, thỏa mãn. Khéo dùng pháp bảo, sống thêm 30 năm. Nếu nhìn mọi việc ở mặt tốt, thì việc gì cũng trở nên tốt đẹp. Trái lại, nếu chỉ nghĩ ở phương diện xấu, thì việc gì cũng thành ra khổ não. Như chồng tôi, vì muốn tốt cho tôi, nên quyết định cắt đứt đường điện thoại nhà, để tôi khỏi phải đi làm về, còn phải tiếp hàng loạt điện thoại. Điều này đối với tôi dường như có nhiều bất tiện. Nhưng nhìn từ góc độ khác, nếu có thể khéo dùng thời gian yên tĩnh đi tập yoga, vận động, tọa thiền, thì sẽ có lợi ích rất lớn cho sức khỏe. Lại nữa, nếu có chuyện gì quan trọng, hôm sau gọi đến văn phòng tôi vẫn được, cần gì phải vướng mắc trong lòng. Buông thư xem ra rất dễ, nhưng thực ra là điều khó khăn nhất, vì phải thực tập từ trong tâm của mình trước. Nếu tâm buông thư, thì tế bào trong thân mới thực sự buông lỏng. Nhưng muốn tâm buông thư, mình cần phải buông xả rất nhiều giá trị quan của thế gian, như danh, lợi, tình cảm, vân vân. Phương pháp của tôi là tập dọn sạch ngăn tủ trước. Những món đồ đã lâu không dùng liền đem cho. Quần áo và vật dụng khác cũng vậy, thậm chí còn mở rộng đến giao tế xã hội. Do đó, đời sống trở nên giản dị, thuần phát, tâm hồn được thư thả, thông dong. Năm xưa, bác sĩ tuyên bố tôi chỉ còn sống 6 tháng. Hiện nay, tôi cho rằng mình đã kiếm thêm được 30 năm sinh mệnh. Vì sao được như vậy? Pháp bảo bí mật đó là cười, không giận hờn, nhìn mặt tốt của vấn đề và học cách buông thư. Sửa đổi càng nhiều, hồi phục sức khỏe càng bao. Nhiều năm lại đây, tôi không những khám cho không ít bệnh nhân ung thư, mà một số còn trở thành bạn bè, cùng phấn đấu, khích lệ và chia sẻ kinh nghiệm với nhau để tiếp tục sống. Chúng tôi phát hiện những bệnh nhân nào sống càng lâu và sống càng có phẩm chất luôn luôn là những người dũng cảm, phản tỉnh và kiên trì sửa đổi lại cách sống của mình. Sửa đổi càng nhiều, hồi phục càng bao đã trở thành nguyên tắc của chúng tôi. Dinh dưỡng là thứ mà tế bào cần có để sống, nhưng những thức ăn có thuốc trừ sâu và hóa chất cũng khiến tế bào bị trúng độc. Cho nên, chỉ có trở lại tự nhiên mới có thể khiến tế bào khôi phục sức sống. Lợi ích của vận động là giúp sự tuần hoàn của thân thể thông thuận, đem dinh dưỡng và dưỡng khí đến những nơi cần thiết, nhất là đối với các tế bào bệnh lại càng cần thiết hơn. Nếu chọn một hay hai môn vận động mà mình ưa thích hay thích hợp, kiên trì tập luyện, sức khỏe nhất định sẽ tiến triển tốt. Còn việc điều hòa tâm lý cũng vô cùng quan trọng. Nên biết tế bào trong thân nghe lời mình hay nghe lời ai? Đương nhiên là nghe lời mình. Thế thì lúc mình ra lệnh cho tế bào, đừng nên ra những mệnh lệnh có hại cho nó, như giận hờn, lo âu, tiêu cực, vân vân. Nếu tế bào không còn lo lắng bên ngoài, thì nó mới rảnh rang để lo việc bên trong, tức tăng sức đề kháng với tế bào ung thư. Đây là biện pháp giải quyết tế bào ung thư từ gốc. Tự mình phản tỉnh cho đến thực hành, chỉ cần kiên trì sẽ thấy những việc trên không đến nỗi quá khó khăn. Lại nữa, chỉ cần tiếp tục thực hành, bất cứ bệnh gì
cho dù là ung thư, cũng tự động thoái lui trước sức sống mãnh liệt của tế bào khỏe mạnh. Mạng sống dài ngắn, chúng ta không cách nào xác định, nhưng phẩm chất cuộc sống chúng ta có thể cải thiện. Phụ lục 2. Ung thư giúp tôi sống càng lành mạnh. Tác giả: Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Thanh Chai, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, kiêm khoa trưởng Khoa Quản trị Thông tin, Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Pháp sư Đạo Chứng dặn dò tôi viết ra quá trình tâm lý của mình từ khi mắc bệnh ung thư để khích lệ những người đồng cảnh ngộ. Tuy tự thấy kinh nghiệm của mình rất bình thường, nhưng cảm thấy từ khi bệnh đến đây, con đường trải qua rất là suôn sẻ, không có gì gọi là gian khổ, nên mới mạnh dạn nhận lời viết ra bài này để chia sẻ cùng đại chúng. Vô thường, ai cũng có một quyển sổ, dở trang kế tiếp sẽ là gì? Không ai biết. Vào mùa đông năm 1994, lúc đang tắm, tình cờ tôi rờ thấy bên ngực phải có một khối u cứng cỡ bằng trái giảng, liền đến bệnh viện Đại học Đài Bắc khám. Buổi chiều thứ sáu khám, thứ bảy đi siêu âm, thứ hai tuần sau được tin báo phải nhập viện, vào thứ ba, rồi thứ tư lại làm giải phẫu xét nghiệm. Vì trước khi giải phẫu không sao xác định được khối u là lành hay ác tính, nên phải tiểu phẫu một ít đem đi xét nghiệm. Còn tôi thì nằm trên giường mổ chờ đợi kết quả. Ai ngờ phải nằm đó đến gần 2 giờ đồng hồ. Phòng giải phẫu rất lạnh, trong lòng lại hồi hộp lo lắng. Quả là một khoảng thời gian không dễ chịu chút nào. May mà tôi đã học Phật 7 năm, hàng ngày lấy niệm Phật làm định khóa, nên cứ niệm Phật không dứt. Dần dần tâm lý ổn định trở lại, cũng không còn thấy khó chịu chút nào. Cuối cùng chuông điện thoại trong phòng mổ vang lên. Bác sĩ bước đến, chụp thuốc mê, tiến hành phẫu thuật. Chỉ trong một hôm, từ một người bình thường, tôi trở thành bệnh nhân ung thư. Lúc đó tôi 47 tuổi, tình trạng sức khỏe tương đối tốt, ít khi cảm cúm, cũng không có đau chỗ này, nhức chỗ kia. Ngủ sớm, dậy sớm, ăn chay trường mà thể lực vẫn tốt, thỉnh thoảng còn đi hiến máu. Tôi lúc đó giảng dạy kiêm viện trưởng và khoa trưởng Khoa Quản trị Thông tin, Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Khoa này mới mở được 4 năm, chiêu sinh lớp thạc sĩ được 1 năm, còn lớp tiến sĩ vẫn còn trù hoạch, chuẩn bị năm sau chiêu sinh. Công việc tuy không nhẹ nhàng, nhưng cũng trôi chảy tốt đẹp. Cho nên tôi bị choáng váng khi biết rằng mình mắc ung thư. Sau này tôi càng nghĩ càng thấm thía lời lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói: ai cũng có một quyển sổ, dở trang kế tiếp sẽ là gì? Không ai biết. Phải cẩn thận đề phòng nghiệp lực phát động. Thế gian vô thường, quả thực không sai. Sợ hãi cái chết đến từ vọng niệm. Điều đầu tiên người bệnh ung thư phải đối diện là nỗi sợ hãi đối với cái chết và nỗi đau đớn trước khi mất. Mẹ tôi chưa đến 60 đã mắc bệnh ung thư ngực, sau khi giải phẫu lại chuyển qua ung thư gan, qua 3 năm làm bức. Dì tôi cũng ung thư tử cung di căn thành ung thư dạ dày, qua 2 năm làm mất. Cả hai người trước khi mất đều không có đau đớn. Trong khi đó, một bà mợ bà con xa ở Mỹ mắc bệnh ung thư ruột rồi di căn, phải giải phẫu rất nhiều lần, cuối cùng sau 9 năm cũng mất. Theo lời cậu kể, trước khi mất 3 tháng mợ đau đớn kịch liệt, ngay cả morphine cũng vô hiệu. Khi tôi biết mình mang bệnh, lạ lùng thay, cảm giác đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là cảm giác thư thái chưa từng có.
vậy là mình không cần phải tiếp tục sống nữa. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài mấy tiếng đồng hồ rồi thôi. Tiếp theo đó là sợ hãi. Sợ hãi cái chết, sợ hãi đau đớn trước khi chết, lưu luyến gia đình không dứt, cũng như nối tiếc việc tu và tâm nguyện học Phật còn dang dở của mình. Xét ra, mối lo buồn và sợ hãi này thực ra đều là vọng niệm của mình. Nhưng con người khó ai mà khác hơn như vậy, đều không thể tự chủ, luôn bị vọng niệm của mình kéo đi. Nhớ lại lúc đó, tôi làm cách nào để khắc phục mối lo buồn và sợ hãi này? Hành giả tịnh độ, một đời mong cầu chỉ là sát na này. Lúc đó, tôi có một nhóm liên hữu đồng tu niệm Phật. Điều người niệm Phật mong đợi nhất là biết trước ngày giờ lâm chung, tự tại vãng sinh. Lúc chúng tôi cùng tu niệm Phật, từng nửa đùa, nửa thực bảo, có ung thư cũng là biết trước ngày giờ lâm chung, hành giả tịnh độ cả đời mong cầu chỉ là sát na lâm chung này, Phật đến tiếp dẫn. Chính ở điểm này, tôi tìm ra chỗ nương tựa chân thực, không còn sợ hãi cái chết nữa. Cho nên, trong khi người bệnh cùng phòng lo buồn, khóc lóc, tôi vẫn có thể thanh thản, tự tại. Tôi thấy rất rõ cả đời tu học của mình là lúc lâm chung được tiếp dẫn vãng sinh. Vãng sinh đối với hành giả tịnh độ chính là giải thoát. Tôi từ trong Phật Pháp nhận thức được cái chết, đối với nó có sự chuẩn bị, lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ dựa nên có thể khắc phục nỗi sợ hãi trước cái chết. Không nên bị vọng niệm kéo đi. Nhưng sự việc không phải đơn giản như vậy. Nếu công phu không đủ, tuy rõ ràng biết được đạo lý, nhưng vẫn không thể lúc nào cũng tỉnh thức quán chiếu, nên có lúc vẫn bị vọng niệm kéo lôi, không sao dừng được. Nhớ lại lúc mới xuất viện về nhà, sức khỏe suy sụp sau cuộc phẫu thuật, cứ nhớ mãi ung thư đáng sợ như thế nào, không sao niệm Phật được. Đang lúc tinh thần dao động, suy sụp, tiện tay cầm lên quyển sách Tịnh Độ Tư Lương, dở vài trang, bỗng đọc được câu: hiện nay, việc quan trọng nhất, cũng là việc lớn duy nhất của bạn, chính là một câu A-di-đà niệm đến rốt ráo. Việc gì cũng không cần, việc gì cũng không quan tâm, trong lòng chỉ niệm liên tục một câu hồng danh, câu này tiếp đến câu kia. Chỉ vài câu đơn giản như vậy, ngay lập tức khiến cả người tôi lập tức nhẹ nhõm mát mẻ. Một câu Phật hiệu vừa đề khởi, vọng niệm tức thì tiêu tan. Nhớ lại, trong giai đoạn này, tôi cũng thường niệm tụng bài thơ: trong cơn bệnh nặng, ứng khẩu hai bài kệ Từ Giả Thế Gian của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Sống đã không tham luyến, chết có gì đáng lo, sinh tử tính vốn không, do tâm phân biệt có. Biết rõ các pháp không, mới tin tất cả có. Có tịnh độ Tây Phương, có Phật vô lượng thọ. Không nên để vọng niệm của mình kéo đi là phương pháp lúc đó tôi dùng để khắc phục lo sợ. Nhưng làm sao mới có thể không để vọng niệm lôi kéo? Đây chính là ngay nơi vọng niệm chợt khởi, lập tức đề khởi giác chiếu, lập tức niệm Phật. Muốn sống có phẩm chất hay là muốn sống lâu? Người bệnh ung thư không những phải cô khổ, sợ hãi đối diện trước cái chết, mà khi vết mổ chưa lành còn phải gần gừ lo lắng trước quyết định có nên trị liệu bằng hóa chất hay không. Nhớ lại, lúc đó tôi đang ngồi lần chuỗi niệm Phật trong gian phòng có ánh đèn sáng trước cửa cầu thang điện. Vừa ngước lên nhìn thì thấy bác sĩ chủ trì bước vào. Ông bảo:
đợi chút nữa sẽ chích thuốc, trị liệu bằng hóa chất. Tôi lặng cả người, liền nhớ đến đoạn đối đáp giữa bác sĩ Lý Phong và tôi. Buổi trưa hôm trước ngày mổ, tôi lên phòng thờ Phật của bệnh viện Đài Bắc lễ Phật. Tôi đã gặp bác sĩ Lý Phong. Lúc đó, có người bạn đồng học của tôi là chủ nhiệm phòng hồ sơ bệnh lý họ Phạm đi cùng. Người bạn này giới thiệu tôi làm quen với bác sĩ Lý Phong. Sau khi phẫu thuật xong, tôi đến phòng nghiên cứu của bác sĩ. Bác sĩ hỏi tôi, có học Phật không? Có, tôi trả lời. Lại hỏi, có phải tu pháp môn Tịnh Độ không? Phải. Có lẽ bác sĩ thấy sâu chuỗi tôi đang đeo trên tay. Lại hỏi, có sợ chết không? Không, tôi đáp. Lại hỏi tiếp, muốn sống có phẩm chất hay muốn sống lâu? Muốn sống có phẩm chất. Bác sĩ bảo, vậy nếu tôi như chị, tôi không trị liệu bằng hóa chất hay bằng điện? Tôi giật mình, hả? Cho nên khi bác sĩ chủ trị muốn trị liệu bằng hóa chất, tôi thoái thác, bảo đợi có báo cáo bệnh lý rồi hãy tính. Bác sĩ chủ trị bảo, khối u của chị lớn như vậy, không cần phải xem báo cáo cũng phải trị liệu bằng hóa chất. Tôi cũng vẫn thoái thác, bác sĩ đành phải bỏ qua. Sau đó có kết quả báo cáo bệnh lý. Thật là lạ, tuy khối u lấy ra rất lớn, nhưng bên ngoài không phải là tế bào ung thư, mà là màng tế bào liên kết với nhau rất cứng, bao chặt lấy phần tế bào ung thư. Tuyến hạch trên ngực cũng không có dời đổi. Cho nên bác sĩ chủ trì cũng đồng ý cho tôi khỏi trị liệu bằng hóa chất. Việc này khiến tôi an tâm rất nhiều, tự tin vào hệ thống miễn dịch của mình, đồng thời cũng tin vào phương pháp trị liệu tự nhiên. Trước khi giải phẫu, tôi đã ăn chay trường ít nhất được 3-4 năm. Nghe nói ăn chay có thể tăng cường khả năng miễn dịch. Có lẽ sự may mắn của tôi đến từ việc ăn chay. Toa thuốc thú vị. Sau đó, tôi quyết định trị liệu theo phương pháp tự nhiên, không dùng phương pháp trị liệu bằng điện hay bằng thuốc. Dùng hormone để cưỡng chế dứt kinh như lời bác sĩ đề nghị. Thay vào đó, bác sĩ Lý Phong cho tôi toa thuốc như sau. Rời khỏi thành phố Đài Bắc một năm, tôi sau đó tập tu ở chùa nơi phố Lý 9 tháng. Mỗi ngày đi bộ 4 tiếng. Tôi sau đó chỉ đi được mỗi ngày không tới 2 tiếng. Mỗi ngày tọa thiền 3 tiếng. Việc này tôi làm khá tốt. Mỗi ngày phải cười. Tập mãi mà vẫn chưa thực sự thành công. Phàm việc gì cũng phải nghĩ đến khía cạnh tốt của nó. Cũng không thành công lắm. Phải theo phương pháp trị liệu tự nhiên, cố gắng làm hết sức mình. Từ khi giải phẫu đến nay đã 5 năm 7 tháng rồi. Tuy tôi có gầy hơn khi trước, cao 1m6, nặng 53kg so với 56kg lúc trước, nhưng thể lực trái lại khỏe hơn trước nhiều. Hiện nay tôi leo núi 4 tiếng mà vẫn không cảm thấy nhọc mệt lắm, lại rất ít khi mất ngủ, ăn uống bình thường, tóc ít bạc và không cần phải mang kính lão. Tôi còn hay cười hơn trước, đương nhiên là cười không được đủ lắm. Cách nghĩ tương đối lạc quan. Nói chung, sau khi giải phẫu, Phật pháp, liệu pháp tự nhiên gồm ăn uống và vận động, cũng như thuốc bắc, giúp tôi vượt qua ung thư. Con đường trải qua này rất thông thuận, dường như không có chút gì đau khổ. Sau đây, tôi xin tổng kết lại một số điểm quan trọng trong việc phục hồi sức khỏe qua kinh nghiệm bản thân để mọi người cùng tham khảo. Sám hối.
Sau khi mắc bệnh, chúng ta nhất định phải xét lại mình, ăn năn sửa đổi lỗi lầm, làm lại cuộc sống và con người mới. Tuyệt đối không được nghĩ mình siêng năng, thành tâm học Phật, vì sao vẫn phải mắc quả báo như vậy? Người suy nghĩ như vậy thực ra không hiểu rõ đạo lý nhân quả trong ba đời. Cái nghĩ này chính là phỉ báng chánh pháp vô cùng nghiêm trọng. Phương pháp sám hối có rất nhiều. Tôi chủ yếu dựa vào quyển Bảo Vương Tam Muội Sám của cư sĩ Hạ Liên Cư để bái sám. Tôi luôn thấy sự phản tỉnh của mình chưa đủ, tâm bồ đề chưa vững, tùy thuận chúng sanh còn kém. Ba nghiệp thân, miệng, ý luôn ràng buộc với ngã chấp, cần phải nỗ lực thêm, phản tỉnh, sám hối triệt để. Phải một phen chết đi tâm phàm phục mới tái sinh được một đời sống mới. Nhìn lại tâm bình, hổ thẹn cầu nguyện. Theo thống kê, người mắc bệnh ung thư bên cực phải phần nhiều là có mối bất hòa với chồng. Ung thư của tôi chính bên ngược phải. Xét lại tôi thấy mình mắc bệnh ung thư có liên quan rất lớn đến cá tính ương bướng, không chịu nhận lỗi, tự cho mình là đúng, rất cố chấp mà cũng rất hay hờn giận của mình. Nhất là đối với chồng, tôi cứ một mực theo quan điểm mình nghĩ, luôn bất mãn và bài xích anh ấy, chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh và tâm trạng anh ấy ra sao. Ai quen biết với vợ chồng tôi đều cảm thấy đây là một đôi vợ chồng rất lạ, vì chúng tôi dường như không có một chút gì giống nhau. Anh ấy cao to, anh tuấn, rất có khí chất trí thức, ca hát hay nhảy đầm đều số một, người lại thông minh giỏi giang, cá tính cứng rắn, chính trực vô tư, hết sức coi trọng lý tính. Còn tôi, từ trước đến giờ không trang điểm, ăn mặc rất tùy tiện, tướng mạo và tính tình hơi giống nhân vật Anne dưới ngòi bút của Lucy Montgomery, một cô bé nhà quê, thích một mình đọc sách, nghe âm nhạc cổ điển, làm việc rất tùy hứng, lại không chút lý tính. Nhớ lại, lúc còn học ở lớp 1, cô giáo chọn tôi vào ban múa của trường. Tôi nghe vậy sợ đến phát khóc, về nhà đòi bà ngoại đến gặp cô giáo nói đứa nhỏ nhà tôi không có múa. Cá tính và hứng thú của hai vợ chồng tôi đều khác nhau. Được cái đều là thành phần trí thức, ở chung một nhà vẫn có thể kính nhau như khách. Chẳng qua anh ấy thường bảo nhà mình có hai người đàn ông và một bà giúp việc mà không có người vợ. Nỗi lòng anh ấy khi nói câu đó rất là đau khổ. Chỉ có điều tôi không biết suy gẫm để nghiệm ra. Tuy lúc tôi 10 tuổi cả nhà cùng quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Nam Đình, nhưng mãi đến năm 40 tôi mới được nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng Di Đà Yếu Giải và Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện. Tôi cảm thấy chấn động và hoan hỷ chưa từng có. Từ đó tôi nhận ra trước đây mình sống rất nhỏ nhoi, thì ra nhân sinh còn có một vùng trời đất bao la. Nhưng nhân duyên anh ấy còn chưa thành thục, chưa có cơ hội thâm nhập diệu lý Phật Pháp, cho nên anh rất không sao chịu được việc người có bằng cấp cao về khoa học như tôi lại mê tín như vậy. Sau nhiều lần xung đột, tôi không còn ý định thuyết phục anh cảm thông nữa, mà giấu anh việc học Phật của mình. Đây là tình hình trước khi tôi giải phẫu. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy việc anh phản đối tôi học Phật là một chướng ngại, mà chưa từng thông cảm hoàn cảnh của anh. Một người có vợ khác xa tư tưởng mình thì cũng phải sống qua những ngày tháng không dễ chịu chút nào. Tôi không biết đem tinh thần của Phật A-di-đà ra bao dung, để anh cũng có duyên cảm nhận được tâm từ bi, nhu hòa của Phật. Tôi cũng không dùng lòng nhẫn nại của Phật A-di-đà giúp anh có cơ hội thể nhận trí tuệ sâu rộng của Phật Pháp. Sau khi giải phẫu, vì tôi tin Phật A-di-đà nên tâm lý rất an ổn, lại thêm cá tính hướng nội, không thích tỏ ra ngoài tình cảm bên trong của mình, nên chưa từng rơi một giọt nước mắt.
trái lại. Chồng tôi mỗi ngày ngồi bên giường bệnh, hơi một chút là lao nước mắt, hai mắt đỏ như mắt thỏ, rất muốn giúp tôi làm mọi việc, như dìu tôi xuống giường, giúp cho tôi ăn. Nhưng tôi hồi phục rất nhanh, việc gì cũng tự mình làm, cũng không có nhõng nhẽo, giả bộ muốn người khác chăm sóc. Trong vòng 24 giờ đồng hồ, sau khi giải phẫu là lúc tôi cần được chăm sóc nhất. Thời gian này, người chị kết nghĩa là y tá chuyên nghiệp chăm sóc cho tôi. Những bạn đồng tu mỗi sáng sớm đều đến bệnh viện cùng niệm Phật với tôi, lại còn mang đến một ít súp. Họ ở đó đến tối khuya mới về. Tôi rất tri ân sự chăm sóc của họ và rất thích chia sẻ thời giờ với bạn đồng tu. Hiện nay nhớ lại, thay vì nói lời tri ân với chồng tôi, chi bằng tự mình sám hối. Bởi vì khi tôi một chút cũng không cảm thông hoàn cảnh và tâm trạng của anh, bỏ mặc anh một mình, nhìn anh suốt ngày mắt đỏ hoe, trong lòng tôi lại còn càm ràm, đàn ông gì mà hay khóc như vậy. Nhất là gần đây đọc được sách của Pháp Sư Đạo Chứng, thấy bài văn phát nguyện của Pháp Sư trên núi Linh Thú: xin giúp cho con cảm nhận được sự đau khổ của chúng sinh như chính mình đau khổ. Dòng nước mắt ăn năn sám hối của tôi chợt chảy tràn. Tôi sống với chồng nhiều năm như vậy mà chỉ biết quán trách anh ấy là bá đạo, chỉ biết làm theo ý mình mà chưa từng nghĩ đến nỗi khổ của anh, đừng nói chi là cảm nhận nỗi khổ của anh như nỗi khổ của mình. Sau này, vào thời gian cuối còn nằm ở bệnh viện Đài Bắc, tôi thấy anh mắt cứ đỏ hoe mới khuyên anh đi gặp bác sĩ Lý Phong. Sau khi gặp bác sĩ trở về, anh đã thay đổi như biến thành một con người khác. Thì ra bác sĩ Lý Phong cho anh biết ung thư không phải là tuyệt chứng, còn có con đường khác có thể đi. Do anh ép tôi phải đi gặp bác sĩ, theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, tôi đã đi qua một lộ trình trị liệu hết sức đặc biệt, như phần trước tôi đã giới thiệu qua. Lúc tôi xuất viện, bác sĩ Lý Phong đưa cho tôi mười mấy quyển sách có liên quan đến việc sử dụng phương pháp trị liệu tự nhiên để khắc phục ung thư. Về đến nhà, tôi chỉ lo niệm Phật, lười đọc sách. Nhưng anh ấy vì tôi nên đã đọc kỹ qua từng cuốn, sau đó bảo tôi phải chú ý đến việc ăn uống như thế nào, cho đến một số đạo lý cơ bản của phương pháp trị liệu tự nhiên. Anh cũng bắt đầu cùng ăn chay với tôi. Anh là người rất có lý tính, chỉ cần đối với sức khỏe có ích, anh không bao giờ chê những món rau sống và rau luộc không có muối, có dầu. Điểm này thật vô cùng đáng quý, tôi cảm ơn anh vô cùng. Ngoài ra, là người nặng về lý trí, anh ủng hộ phương pháp trị liệu tự nhiên, cho nên đối với việc tôi có chịu trị liệu bằng hóa chất hay bằng điện, cho đến sau này có chịu làm kiểm tra theo dõi hay không, anh đều tôn trọng ý tôi, hoàn toàn không gây cho tôi chút áp lực nào. Anh cũng đồng ý cho tôi nghỉ phép 9 tháng, đi đến phố Lý sống tĩnh tu trong tu viện nơi đây một thời gian. Nhớ lại lúc đó, mới giải phẫu xong, chỉ hơi hồi phục, còn chưa cắt chỉ vết mổ, tôi đã lập tức đòi đi phố Lý, lại còn khăng khăng đòi lái xe đi ngay vào buổi chiều ngày tái khám. Anh cũng chiều, lái xe đưa đi lên núi phố Lý. Ngày hôm sau, anh lại lái xe đi vào thị trấn phố Lý để tìm cỏ tiểu mạch. Không ngờ, anh không những tìm được cỏ tiểu mạch, mà còn tìm được người biết trồng, để thỉnh giáo cách trồng giống cỏ này. Những sự chăm sóc từ bi này, lẽ ra tôi phải hết lòng cảm kích. Nhưng lúc đó, tôi không có lòng lễ kính, hằng thuận và tri ân sâu xa. Pháp sư dạy chúng ta phải học biết ơn, nhớ ơn và đền ơn để phát tâm Bồ Đề. Việc tu tập lòng từ bi bắt đầu từ những người gần gũi xung quanh. Tôi thực sự cảm ơn chồng mình. Anh ấy như một tấm gương, tùy lúc, tùy nơi, phản chiếu rõ ràng một người đệ tử Phật kém cỏi như tôi. Lâu nay tôi học Phật, thực ra chỉ gia công ở trên ngã chấp, tham, sân, si, ngã mạn đều không giảm. Nhất là thiếu đi một tấm lòng từ bi chân chính,
hoàn toàn trái với tâm từ bi của Đức Bổn Sư. Nhưng Đức Bổn Sư vẫn từ bi bình đẳng nhiếp thọ. Tôi chỉ biết khổ thẹn phát nguyện: Đức Phật A-di-đà, xin giúp cho con sinh được tâm chí thành sám hối đối với tất cả chúng sanh mà con từng làm tổn hại. Xin cho con có lòng từ bi chân chính, đối xử tốt với tất cả chúng sanh mà con từng làm tổn hại. Xin cho con sinh khởi tâm vô tư bình đẳng, không để cho tâm niệm riêng của mình dù vô tình hay cố ý làm hại đến một chúng sinh. A Di Đà Phật. Định khóa. Hai thời tu niệm sáng tối là thuốc an tâm rất tốt đối với người niệm Phật. Tôi rất tán đồng chủ trương định khóa tu hành của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Nhờ có thời khóa nhất định, tôi một mình tu tập mới không đến nỗi như diều đứt dây. Cả ngày bận rộn, về đến nhà mở đèn lên, việc trước tiên là lên phòng thờ thắp hương lễ Phật, thì sẽ không đến nỗi chạy theo vọng niệm, tâm do đó cũng rất yên. Ngoài ra còn khéo dùng thời gian nhàn rỗi niệm Phật. Hoàng cư sĩ dùng sâu chuỗi liên hoa rất dễ ký số, chuỗi không rời tai cũng giúp Phật không rời miệng, Phật không rời tâm. Nghe kinh. Băng giảng của các vị thiền tri thức là thuốc hay trong khi tôi bệnh, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn dạy dỗ, tăng trưởng tín nguyện, chỉ ra đường chánh như đèn sáng giữa đêm đen. Có lúc chỉ cần một hai câu là đủ quét sạch tất cả phiền não. Lúc bận rộn làm việc, rất ít khi có thời giờ cung kính lắng nghe. Trên đường lái xe đi làm và ra về là thời gian tôi nghe băng giảng kinh. Khi rảnh việc nhà, tôi cũng lập tức lặng yên nghe kinh, không ngừng tắm mình trong dòng nước Pháp, không ngừng dùng tri kiến Phật để sửa đổi lại tri kiến phàm phu của mình. Vận động. Muốn hồi phục sức khỏe, phải đưa vận động vào sinh hoạt hàng ngày của mình. Lúc mới vận động sẽ rất mệt, rất cực khổ. Nhưng khi cảm được lợi ích của vận động, như máu huyết tuần hoàn tốt, toàn thân thư thới, thể lực ngày một tăng, sắc mặt ngày một tươi, thì có thể vận động được điều đặn và lâu dài. Tôi thử qua rất nhiều cách vận động, như đi bộ, chạy chậm, thể dục, thư giãn, leo núi, thái cực quyền. Tóm lại, phải tìm ra loại vận động nào thích hợp với mình nhất. Riêng đối với tôi, lạy Phật là loại vận động mà tôi chọn lựa thực tập không gián đoạn. Tôi rất thích đại lễ bái của Mật giáo, nhưng vì mới bổ, tay phải không thể chịu lực quá nặng, nên nếu lạy nhiều sẽ cảm thấy khó chịu như bị trật khớp xương. Gần đây, theo phương pháp lạy Phật của Pháp Sư Đạo Chứng Giảng, cảm thấy hoan hỷ, thư thới chưa từng có. Giải độc. Sống mấy mươi năm, tự nhiên có rất nhiều phế vật tích trữ trong cơ thể. Giải độc chính là làm thay đổi thể chất. Cho nên phương pháp trị liệu tự nhiên và y học Đông Phương rất chú trọng đến việc giải độc. Phương pháp trị liệu tự nhiên trước hết là phải ăn chay, dùng rau cải, ngũ cốc, các loại hạt và trái cây thiên nhiên không có thuốc trừ sâu là tốt nhất. Sau khi tôi bệnh, trước hết theo phương pháp trị liệu tự nhiên, uống nước có tiểu mạch xay ra, cần chú ý lượng dùng, ăn sống. Tuy ăn cơm ngũ cốc càng lúc càng nhiều, từ chén nhỏ đổi ra chén lớn, người cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thới. Nhưng trọng lượng thân thể càng lúc càng xuống, đến mức chỉ còn 49 kg. Bác sĩ Lý Phong cũng vì ăn sống mà chỉ còn 37 kg. Khi bác sĩ ngưng không ăn uống nữa, tôi vẫn còn do dự. Mãi đến một hôm, khi đi đường, bất chợt gặp một luồng gió nhẹ, tôi cũng cảm thấy như một trở lực đối với thân thể. Lúc đó, tôi mới ngưng ăn sống và thể nghiệm rằng ăn sống cần phải tùy theo điều kiện thể chất của mỗi người và điều chỉnh. Nó giống như uống thuốc, cần căn cứ theo tình trạng bệnh và gia giảm, điều chỉnh. Đây là việc xảy ra sau khi tôi ăn uống được 1.5 năm. Sau đó, tôi theo phương pháp giải độc Đông y, vừa có thể dùng thuốc bắc giải độc, vừa uống thuốc bổ khiến không tổn nguyên khí. Như vậy là ổn đáng hơn nhiều. Trọng lượng thân thể tôi lần lần lên trở lại. Ngoài ra, còn một điểm hết sức quan trọng. Muốn giải độc,
thì mỗi ngày ăn uống đừng dùng những thức ăn có độc. Cho đến trong lòng cũng phải giải trừ những tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi, những thứ sinh ra độc tố. Dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe. Tôi có một chút tâm đắc với lý luận dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe của đông y. Cố gắng sống tự nhiên, không sử dụng máy móc để tạo ra hoàn cảnh sống không tự nhiên. Ví dụ như không dùng máy lạnh, máy quạt, lúc nóng để thân thể tự nhiên xuất hạn. Sau khi xuất hạn, thân tâm đều rất thư thới, cũng không còn nóng nữa. Trời tối rồi, phải đi ngủ sớm. Không nên dùng đèn điện tạo ra hoàn cảnh không tự nhiên để thức khuya. Cho dù là rất nóng, cũng không uống nước lạnh và nước đá. Cố gắng ăn uống những thức có nhiệt độ gần với nhiệt độ cơ thể mình. Ăn những thức ăn tự nhiên trong mùa. Không nên ăn những thức ăn trái mùa được tạo ra bởi kỹ thuật tân tiến. Nếu bất đắc dĩ, phải sống trong hoàn cảnh mà máy móc tạo ra, cũng không cần phải ảo đảo, có tâm bài xích hay lo lắng mình bị tổn hại. Chỉ cần an tâm trước mọi cảnh ngộ, hoan hỷ trước mọi nhân duyên, cảm ơn niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh là phương pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Vì những tâm niệm thanh tịnh tốt đẹp chính là những làn sóng điện sinh ra vật chất tốt đẹp, hướng dẫn tế bào toàn thân phát huy công năng mạnh nhất. Cảm ơn và lại cảm ơn. Tôi từ khi bệnh đến lúc bình phục trong ngoài đều thuận lợi. Do đó, tôi hết sức cảm kích sự âm thầm gia hộ của Đức Phật A-di-đà, mười phương chư Phật, chư Bồ-Tát và các đời tổ sư. Tôi cũng tri ân lòng từ bi chăm sóc của các vị xuất gia ở chùa Phố Lý. Ân đức này được đời đời khó quên. Những ngày tôi sống ở chùa như trở về nhà mẹ mình, sống rất thoải mái, hồn nhiên, nét cười luôn rạng rỡ trên mặt. Điều này có ích lợi rất lớn cho việc phục hồi sức khỏe. Tôi cũng cảm ơn con gái mình đã dũng cảm gánh vác, vui vẻ phối hợp. Con gái tôi lúc đó là sinh viên đại học năm thứ ba, đột nhiên gặp phải biến cố lớn này. Lúc tôi ở Phố Lý 9 tháng, con gái cũng học được cách tự lo liệu cho mình. Nhớ lại năm đó, con gái tôi đích thân làm bữa cơm cuối năm. Từ đó tôi phát hiện, thì ra con gái mình giỏi hơn và cũng cứng rắn hơn mình nhiều. Đây là điều an ủi lớn đối với tôi. Cũng xin tri ân các bạn đồng tu, các bạn đồng nghiệp trong khoa, các bạn bè thân hữu, cho đến các bác sĩ giúp tôi bình phục. Nguyện đem tất cả công đức hồi hướng cho tất cả các bạn có bệnh ung thư. Nguyện mọi người đều có thể phát tâm Bồ Đề, chuyên lòng niệm Phật A Di Đà, lìa khổ được vui, đồng sinh cực lạc. Khéo đem tâm niệm đầy, chuyển ta bà đau khổ thành tịnh độ an vui, mình người không thoái lui. Khéo đem tâm niệm đầy, thẳng tu đến thành Phật, trải thân cầu giác ngộ, mình người đều đắc độ. Phụ lục 3. Một cơn bệnh nặng đổi lại châu báu vô giá trên thế gian. Tác giả Dương Bột Trinh, giáo sư tiến sĩ tâm lý học, hiện giảng dạy môn tâm lý học, trường Đại học Đông Ngô ở Đài Loan. Thì ra mình là người được hạnh phúc như vậy. Vào tháng 7 năm 1998, vì có khối u nơi buồng trứng nên tôi phải vào bệnh viện giải phẫu. Kết quả khám nghiệm cho thấy đó là khối u ác tính. Sau khi được biết mình mắc bệnh ung thư, tôi chợt nhận ra thế giới này tươi đẹp biết bao, mà trước sao mình không phát hiện ra. Lúc đó, đài truyền hình thông báo khi địa chấn xảy ra ở Gia Nghĩa, có người lên núi A Lý du lịch bị lật xe rơi xuống đèo. Tôi vừa trở về nhà từ núi A Lý mấy hôm trước khi giải phẫu. Nghĩ lại, thực mình quá may mắn. Trang y học trên báo suốt mấy ngày đều đăng tải tin tức triệu chứng nặng của bệnh cơ bắp bất lực. So với những bệnh nhân đó, tôi thực sự có quá nhiều phước báo. Lúc đó tôi mới phát hiện, thì ra mình hạnh phúc như vậy mà trước giờ lại không hay biết. Lại trông thấy biết bao nhiêu người đáng thương trong bệnh viện, thực khiến tôi hết sức khổ thẹn. Tại sao trước giờ mình không nghĩ đến việc giúp đỡ những người đau khổ này? Không biết tương lai tôi còn có cơ hội giúp đỡ người khác hay không. Tâm trạng khổ thẹn buồn thương chiếm lấy toàn bộ tâm tư. Ngày có kết quả xét nghiệm ung thư cũng là ngày tôi được phong học hàm từ phó giáo sư lên giáo sư. Đây là điều mà rất nhiều phó giáo sư mong đợi.
Nhưng đối với tôi, nó bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Bắt đầu đọc chú Đại Bi. Lần trị liệu bằng hóa chất đầu tiên, tôi hỏi cô y tá họ Tô điều mà rất nhiều bệnh nhân muốn biết. Thường thì phương pháp trị liệu này đối với ai có hiệu quả tốt nhất? Cô ấy trả lời, người có tín ngưỡng tôn giáo. Khi đó cô hỏi tôi, cô có tín ngưỡng tôn giáo hay không? Tôi hơi suy nghĩ một chút. Người có theo đạo Cơ Đốc, mỗi tuần lễ đều phải đi nhà thờ, rắc rối quá. Còn người theo đạo Phật không có bắt buộc, chỉ cần đi ngang qua chùa, chắp tay xá là được, đơn giản hơn nhiều. Nghĩ vậy, nên tôi trả lời, vậy thì tôi tin theo đạo Phật. Kế đó không biết sao tôi lại hỏi, tin theo đạo Phật phải làm sao? Cô ấy bảo, thì chỉ đọc chú Đại Bi. Do đó, tôi bắt đầu tin đạo Phật và đọc chú Đại Bi. Trong thời gian trị liệu bằng hóa chất, tôi vừa đọc chú Đại Bi, trong lòng vừa nghĩ, đọc như vậy có hữu dụng không? Chú Đại Bi có ý nghĩa gì? Trên thế giới, thực có Bồ Tát Quán Thế Âm không? Ngoài ra, trong đầu tôi thỉnh thoảng lại hiện ra hình ảnh những bệnh nhân mà mình trông thấy trong bệnh viện. Nhớ đến tình hình tiều tụy và ánh mắt tuyệt vọng bơ vơ của họ, tôi lại hối hận tự trách. Người nhà ai cũng nóng lòng lo lắng trước những vọng tưởng tạp nhạp của tôi. Họ còn tìm mọi cách khuyên bảo, nhưng tâm lý hối hận và tự trách của tôi cũng không hề giảm bớt. Tháng 11 năm 1998, tôi làm cuộc trị liệu hóa chất cuối cùng. Sau khi vào hóa chất, tôi nằm trên giường để truyền dịch. Chính lúc này, một việc kỳ lạ xảy ra. Vài phút trước khi hết bình dịch đang truyền, tôi chợt ngủ thiếp đi và mơ thấy một vị mặc áo trắng lấy đi một vật màu hồng đưa tôi. Trong lòng đang thắc mắc không biết ai đang làm gì, bỗng ngay lúc đó tôi giật mình thức giấc. Không ngờ nhờ vậy tôi đã tránh khỏi một tai nạn có thể xảy ra khi bình dịch đã hết mà không phát hiện. Khoảng 10 ngày sau, khi tình cờ xem tiết mục Pháp Cổ Sơn trong chương trình truyền hình Trung Hoa, thực là không thể nghĩ bàn, người mặc áo trắng mà tôi gặp trong mộng chính là tượng Bồ Tát Quán Âm. Trên tay của Bồ Tát chính là đóa sen nhụy hồng, là vật màu hồng mà tôi đã trông thấy trong mộng. Vì việc tàn nhẫn của mình mà rơi lệ sám hối, trong phòng bệnh được cam lộ rưới đầu. Lần đầu tái khám vào tháng 3 năm 1989, phát hiện buồng trứng bên kia của mình cũng bọc một khối u. Bác sĩ lập tức sắp xếp ngày giờ, chuẩn bị cho tôi giải phẫu. Thật trùng hợp, ngày giải phẫu cũng chính là ngày sinh nhật của tôi. Trước khi nhập viện một ngày, tôi đến chùa Nông Thiền Pháp Cổ Sơn để tham dự Pháp hội Sám hối Đại Bi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Pháp hội. Xưa nay, tôi cứ nghĩ mình không có làm điều gì làm lỗi. Không ngờ, lúc mới sám hối, trong lòng tôi chợt hiện ra một bức tranh đầm ấm. Hai chú heo con dễ thương đang vui vẻ đua đùa. Một chú trong đó còn nhìn tôi hấp háy đôi mắt. Tôi chợt cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Chúng dễ thương như vậy mà tôi lại ăn thịt để thỏa mãn lòng tham ăn ngon. Không dằn được cảm xúc, bất giác tôi rơi lệ khóc òa, hết sức ăn năn sám hối sự tàn nhẫn của mình. Ngày đêm nhập viện, tôi cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực, cơ hồ gộp nở. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng cảm thấy có người đổ rất nhiều nước trên đỉnh đầu của mình. Dòng nước này mát mẻ khó tả. Tôi bất giác suy nghĩ, thật dễ chịu biết bao. Không ngờ, vừa khởi niệm, hiện tượng này liền chấm dứt. Giải độc từ nội tâm, thay đổi cách nghĩ, tâm tình tươi sáng. Nhờ kinh nghiệm trên, tôi mới bắt đầu tin Phật. Ngoài việc tin Phật, tôi còn phải học Phật, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đọc qua một số lời khai thị của các pháp sư, tôi cảm thấy ngoài việc ăn thịt ra, tôi dường như không có tội gì lớn lắm. Tôi không thấy được khuyết điểm của mình và muốn làm việc tốt, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mãi đến giữa tháng 7, bác sĩ Lý Phong đem tặng tôi một số sách và băng giảng của pháp sư Đạo Chứng. Tôi rơi lệ nghe hết băng giảng. Lòng từ bi của pháp sư khiến tôi cảm động. Pháp sư đã đem lòng từ bi dung hòa trong cuộc sống. Điều này giúp tôi có được một tấm gương tốt để học tập. Bắt đầu từ giữa tháng 8 năm 1989, tôi có chuyên đến chùa Nông Thiền làm công quả vài lần. Được cơ hội gần gũi các vị xuất gia ở đây một thời gian,
tôi phát hiện đức tính khiêm tốn, bao dung, hàm mình khen người khác dường như trở thành phong thái chung của mọi người nơi đây. Từ trong khiêm tốn, bao dung và từ bi của những vị này, tôi thấy được sự ngã mạn và rất nhiều khuyết điểm của mình. Từ đó, tôi luôn luôn cảm thấy tuy trên danh nghĩa mình đến chùa nông thiền làm công quả, thực tế là đi giải độc, giải những chất độc tham, sân, si và ngã mạn nơi tự tâm. Trong chùa nông thiền, được các vị xuất gia tùy duyên dạy bảo, giúp tôi được lợi ích rất nhiều. Pháp sư Quả Quyền khuyên tôi trì chú đại bi, hồi hướng cho tế bào ung thư, đưa chúng đến thế giới cực lạc. Kể cũng lạ, sau khi nghe xong, tôi bỗng sinh khởi lòng thương xót đối với những tế bào này. Tôi cảm thấy chúng rất đáng thương, cho nên thành khẩn hồi hướng, nguyện chúng có thể theo Bồ Tát Quán Thế Âm đến thế giới cực lạc, không còn phải ở đây để chịu khổ nữa. Khi tôi đang buồn bực không biết vì sao dòng nước cam lồ đang rót vào đỉnh đầu mình bỗng nhiên dừng lại, Pháp sư Quả Hoa chỉ nói sơ: "Cô đã trọng niệm tam." Tuy âm thanh và giọng nói pháp sư nhỏ nhẹ, nhưng tôi nghe bên tai như tiếng hét tỉnh thức. Tôi bất chợt bỗng thấu rõ thế nào là tam. Kế đó, pháp sư lại rất từ bi bảo: "Chúng tôi trước khi xuất gia cũng vậy." Pháp sư Quả Long thì bảo: "Chúng tôi bây giờ cũng vậy. Lúc tọa thiền, vừa khởi niệm an lạc quá thì lập tức chân liền đau nhức không sao chịu nổi." Lòng từ bi bao dung của những vị này khiến tôi vô cùng cảm động, cũng khiến tôi suy nghĩ có bao giờ mình đối đãi với người khác cũng từ bi như vậy hay không. Khi tôi tỏ lòng tri ân với pháp sư Quả Hồi, pháp sư lại bảo: "Thực ra cô không cần cảm ơn chúng tôi. Nhất định trong quá khứ cô từng giúp đỡ chúng tôi, do đó đời nay chúng tôi mới có cơ hội đền đáp." Thái độ cho ra mà không cần đền đáp này khiến tôi cảm thấy không một chút áp lực, và đối với các vị pháp sư càng kính phục vạn phần. Pháp sư Quả Vân dạy: "Khi làm một việc gì, chỉ cần lợi ích cho người khác mà không phải vì lợi riêng mình thì cô cứ làm." Những lời nói và hành động của pháp sư đều thức tỉnh tôi rất nhiều, giúp tôi nhận ra tham, sân, si, ngã mạn của mình, cũng giúp tôi thêm một phần thương xót trước lỗi lầm người khác, bớt một phần giận hờn. Lạ lùng thay, từ khi thay đổi cách suy nghĩ, tâm tôi bỗng trở nên tươi sáng, hạnh phúc. Cảm ơn người thân trong gia đình. Quá trình bệnh và trị liệu thực sự cực khổ, những người thân trong gia đình lại còn khổ hơn, nhất là chồng tôi. Sự cực nhọc và hy sinh của anh ấy càng khiến cho mọi người không sao tưởng được. Nhờ vậy, tôi mới thuận lợi hoàn thành quá trình trị liệu hóa chất. Công lao của người chân thật không sao nói hết. Trong thời gian trị liệu bằng hóa chất, mẹ tôi tuổi gần 70 mà sáng sớm mỗi ngày đều đến nhà nấu cơm, sắc thuốc, giặt quần áo, lau nhà. Là vì tôi ăn không ngon miệng, mẹ nghĩ đủ mọi cách để thay đổi thức ăn. Bận rộn mãi đến chiều, mẹ mới vội vàng trở về lo việc nhà mình. Sự cực khổ của chồng cũng khiến tôi phải đau lòng xót ruột. Anh ấy ngoài việc giảng dạy nghiên cứu và chăm sóc cho đứa con trai đang tuổi thiếu niên ra, còn lo tìm các loại bổ dưỡng cho tôi, vắt nước củ cải đỏ và xử lý rất nhiều việc vặt trong nhà. Tôi vì điều trị bằng hóa chất nên giảm cân mất 4 kg, còn anh vì chăm sóc cho tôi lại giảm cân mất 8 kg. Không những như vậy, anh còn mắc bệnh da tai bị lở vì nước ăn và viêm kẽ móng tay. Bác sĩ nhiều lần bảo anh bớt làm việc nhà, nhưng anh chỉ biết cười khổ. Anh lo rằng tùy tiện nhờ người khác chăm sóc tôi, nếu rau quả không rửa kỹ còn thuốc trừ sâu, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của tôi vì hệ thống miễn dịch suy yếu. Anh này lo người làm nếu cảm mạo sẽ lây đến tôi. Thậm chí đến hộp giấy ni lông bao thức ăn anh cũng không cho tôi đụng đến, vì sợ tôi không cẩn thận bị răng cưa của nó làm rách da gây nhiễm trùng. Khi cả nhà thay nhau bị cảm lên cơn sốt, tôi thì bạch huyết cầu giảm thấp lại tránh khỏi. Tôi nghĩ có lẽ đây là nhờ chồng tôi hết lòng chăm sóc. Rất nhiều phụ nữ bạn tôi thường quán trách chồng không tôn trọng họ. Thực ra chồng tôi cũng là một người có vẻ ngoài hờ ơ, ít nói. Anh không biết nói lời ngọt ngào, chiều chuộng. Anh cũng không biết ngày sinh nhật và mua quà tặng cho tôi. Anh không đưa tôi đi khám bệnh, cũng không đưa tôi về nhà thăm mẹ. Thậm chí tôi đổi kiểu tóc anh cũng không để ý.
anh từng đạt được nhiều giải thưởng, cũng từng được chọn trong danh sách hàng năm 10 thanh niên kiệt xuất nhất của Đài Loan. Sau khi tôi bệnh, người mà tôi thường đùa bảo là người máy này lại nói ra một câu làm tôi cảm động khôn xiết. Nếu có thể đem phần thưởng đó đổi lại sức khỏe của em, anh cũng sẵn lòng. Sau khi tôi mắc bệnh, những gì anh hy sinh cho tôi vượt qua giới hạn của tình yêu được vật chất hóa và hình thức hóa. Do đó, lòng tri ân của tôi đối với anh thật khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Gần đây, chồng tôi lại bắt đầu con đường học Phật. Anh tìm trong tủ kinh sách của tôi ra quyển kinh 42 chương. Sau khi đọc mấy ngày, anh bỗng cảm thấy nội dung kinh Phật và luận ngữ tương tự. Tuy tôi lặp đi lặp lại với anh rằng mức độ tư tưởng của luận ngữ không sâu sắc bằng kinh Phật, nhưng anh vẫn không chịu tin. Anh dùng thái độ nghiên cứu lúc bình thời để so sánh kinh Phật với luận ngữ. Mỗi ngày ngồi trước bàn làm việc, lập bản đối chiếu những câu tương tự giữa kinh Tứ Thập Nhị Chương và luận ngữ. Vài hôm sau, anh bỗng nhiên bảo tôi anh đã quyết định học Phật. Anh ấy chép lại một số câu trong kinh 42 chương trên giấy, rồi dán trên tường để tiện thường xuyên nhắc nhở chính mình. Một hôm, sau khi đi làm về, anh vui vẻ đưa tôi xem một quyển sách. Thì ra, đó là quyển 10 bài giảng kinh Bát Đại Nhân Giác của Pháp Sư Tinh Vân. Do đó, trên tường tôi lại được dán thêm một số văn kinh. Mỗi khi tôi dở chứng, anh ấy lại chỉ những lời kinh liên quan trên tường để nhắc nhở tôi. Cơn bệnh này khiến tôi có duyên tiếp xúc Phật Pháp, cũng khiến chồng tôi, cha mẹ tôi trước sau đều bước lên con đường học Phật. Cơn bệnh này cũng khiến tôi học được lòng tri ân Phật và Bồ Tát, tri ân những thiện tri thức mà tôi gặp được, tri ân tất cả bạn bè đã quan tâm giúp đỡ, tri ân người thương trong nhà, mẹ tôi. Đương nhiên, càng phải tri ân chồng tôi, người không chỉ cực khổ dìu tôi vượt qua quá trình điều trị bằng hóa chất, nay lại là người bạn đồng hành trên con đường học Phật của mình. Do đó trong lòng tôi, ngoài tri ân ra, vẫn là tri ân. Được của báo vô giá. Trong chùa Nông Tiền, Pháp Sư Quả Quyền dắt dẫn tôi học Phật. Tâm từ bi của Pháp Sư khiến tôi cảm động sâu xa. Cho dù Pháp Sư đang bệnh nặng nằm viện, vẫn không quên quan tâm đến những bệnh nhân mà bệnh tình còn nhẹ hơn tôi. Tôi còn nhớ từng có một bệnh nhân cảm khái bảo: con trai tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi được như vậy. Pháp Sư giúp tôi thấy được sự chấp trước của mình, cũng khiến tôi ngộ ra được phương pháp đền ơn hay nhất là nếu không có cơ hội đền đáp cho người trực tiếp giúp mình, thì hãy đem tâm biết ơn đền đáp lại cho những người đang khổ. Lãnh hội được điểm này, áp lực mà tôi gặp phải trong mối quan hệ với người khác bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Kinh Kim Cang và Trưởng Lão Đạo Quyên Giáng và Tâm Kinh của Pháp Sư Từ Huệ Nhật Quang Sơn giảng cũng giúp tôi thể ngộ được sự chấp trước đem lại phiền não cho mình. Thiên Tài Tứ Giáo Nghi do Pháp Sư Hội Tánh giảng, lời khai thị của Pháp Sư Thánh Nghiêm trong tiết mục Đại Pháp Cổ và Phật Học Viện Truyền Hình của Đài Truyền Hình Phật Quang đều giúp tôi học tập làm thế nào để buông xả tự ngã, quên mình vì người, đồng thời cũng khiến tôi kinh ngạc tán thán trước sự rộng lớn thâm sâu của Phật Pháp. Học Phật giúp tôi có được cảm giác tìm được nơi trở về nương tựa. Lại thêm giờ rất nhiều thiền tri thức giác dẫn, tôi đi trên con đường này cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Do đó, đối với bệnh của mình đã hết hay chưa, tôi không còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi đã tìm được của báo vô giá trên thế gian, đó là có thể nghe được Pháp và tự mình chứng thực diệu dụng của Phật Pháp. Ung thư giúp tôi giác ngộ được ý nghĩa của nhân sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm cho tôi cơ hội sống lại. Phật Pháp giúp tôi bước trên con đường của đời sống mới này. Lúc này, trong lòng tôi tràn dâng niềm trân trọng, quý tiếc và cảm ơn. Trân trọng quý tiếc tất cả những gì tôi có, cảm ơn tất cả cảnh ngộ mà tôi gặp phải, vì thuận cảnh giúp tôi có năng lực giúp đỡ người khác, khiến sinh mệnh mình càng thêm phong phú. Còn nghịch cảnh giúp tôi có cơ hội trưởng thành, khiến trí tuệ tôi được tăng trưởng. Hiện nay, tâm nguyện lớn nhất của tôi là khẩn cầu Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, giúp cho tâm con luôn hướng Phật, học Phật, đời đời không thoái chuyển. Nếu người quán niệm Phật Di Đà, gọi là môn thiền thâm diệu nhất. Kinh Đại Tập. Phụ lục 4: Học y, học Phật, học sinh tử. Tác giả: Bác sĩ Hoàng Tích Tính,
từng là bác sĩ kiêm giảng sư khoa nội bệnh viện Đại học Đài Loan, chủ nhiệm khoa nội và chủ nhiệm khoa ung bú huyết dịch bệnh viện tổng hợp Quốc Thái, hiện nhiệm bác sĩ phụ trách trung tâm hiến máu Đài Bắc. Ngày nay đã qua, mạng sống lần giảm, như cá thiếu nước, nào có vui gì. Đại chúng nên xuyên tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu. Chỉ nhớ vô thường, cẩn thận, chớ có buông lung. Mỗi bộ kinh tối khi đọc đến đoạn này, trong lòng của tôi cảm khái vô hạn, bất giác rơi lệ sụt sùi. Lại một ngày nữa đã qua, mạng sống giảm mất một ngày. Một ngày quý đẹp như vậy, lại lần lửa để luống trôi qua trong vô ích. Trên con đường bồ đề, mình lại không chút tiến bộ, thậm chí còn bước lùi, thật là đáng hổ, đáng thẹn. Nhìn lại quá khứ, hơn 17,000 ngày đã âm thầm trôi qua trong tay tôi. Nhìn lại thời gian không còn bao nhiêu phía trước, không sao tránh khỏi lo lắng bàng hoàng. Thân người khó được, nay đã được. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Nếu đời nay tiếp tục bổ trôi qua, không biết đến bao giờ mới có thể trở lại làm người, được nghe Phật pháp. Cơ hội liễu sinh thoát tử, nghìn năm một thuở này, lẽ nào lại để trôi qua oan uổng một lần nữa hay sao? Mỗi khi nghĩ đến điều này, bất giác toàn thân chấn động. Khoảng 35 năm trước, dưới sự đốc thúc của cha, tôi đã hoàn thành chí nguyện học ngành y chưa hoàn tất của người. Nhờ may mắn, tôi đã bước vào cửa lớn bệnh viện. Trong quá trình học y, có lẽ nhân duyên chưa đủ, sức ngộ quá chậm, tôi cứ mãi mê đeo đuổi theo y thuật cao siêu. Chỉ cần trị lành cho bệnh nhân là mãn nguyện, mà không một chút chú ý đến cảm giác và khổ sở của bệnh nhân. Mãi đến sau khi chuyển qua làm môn trị liệu bằng hóa chất cho người bệnh ung thư, tôi mới lần lần phát hiện năng lực y học của mình thực giới hạn biết bao. Cho dù tạm thời khống chế được ung thư, nhưng bệnh nhân đã chịu đủ mọi giày vò đau khổ do trị liệu bằng hóa chất để đổi lấy một tấm thân tiều tụy dơ xương, chẳng ra hình người, lại không biết ung thư sẽ tái phát lúc nào. Nhưng lúc đó, tôi vẫn cho là có thể giúp người bệnh sống thêm được một ngày là bác sĩ đã thành công, nên lấy đó tự hào, mà không nghĩ đến phẩm chất cuộc sống của họ như thế nào. Mãi đến một hôm, khi người thân của mình mắc bệnh ung thư, tôi mới chợt giật mình sực tỉnh giấc mộng lớn. Thì ra nhân sinh có những cái đành phải thở dài, không biết làm sao và thật đáng buồn cười như vậy. Tôi được mọi người gọi chuyên gia trị liệu, mà khi đối diện bệnh ung thư của người thân phải thúc thủ, không biết làm gì. Cho dù có tạm thời làm giảm đi đau khổ cho người bệnh, thực ra cũng rất giới hạn. Huống chi là kéo dài sinh mệnh, chính mắt mình nhìn người thân đang sống mà phải chịu đủ mọi giày vò, hành hạ của ma bệnh cho đến lúc lìa bỏ cõi đời. Đòn đả kích trí bệnh này khiến tôi càng cảm thấy chân lý. Dù tình cốt dục chí thân cũng đành bất lực, không ai có thể thay thế cho ai. Điều này khiến tôi phản tỉnh lại quan điểm lệch lạc trước đây, và cũng là nhân duyên giúp tôi tiếp cận Phật pháp. Xin cảm ơn người nhà của tôi là Bồ Tát Sống Thị Hiện, giúp tôi bước lên đường lớn Bồ Tát. Kinh Vô Lượng Thọ nói: người ta ở trong ái dục, sinh và tử đều một mình, đến và đi cũng một mình, khổ và vui lại cũng một mình, không ai có thể thay thế. Tuổi thọ sắp hết, không sao giữ lại. Dân chúng trong mười phương, từ vô lượng kiếp đến đây, lưu chuyển trong năm đường, sầu khổ không dứt. Khi sống đau khổ, lúc già cũng khổ, bệnh càng khổ đau, chết lại rất khổ. Cái thân bất tịnh hôi thối này, thực ra không có một chút vui. Mạng sống sắp hết, hối tiếc, sợ hãi, chiếm trọn tâm tư. Nếu trước không biết tu tiện, lầm trùng sẽ hối tiếc. Hối tiếc đã muộn, nào có kịp đâu. Những câu kinh này đã phản ánh chân thực nhất bức tranh của nhân sinh, làm lòng người chấn động, đau xót như dao cắt. Những người bệnh mà tôi tiếp xúc, một khi biết mình có ung thư, ai cũng bàng hoàng như sét đánh, không sao có thể tự chủ. Họ sẽ có vô số lý do để oán trách. Họ than trách sao việc bất hạnh như vậy lại xảy ra trên thân mình mà không phải là người khác. Họ tự cho mình không có làm việc gì tội lỗi hoặc hãm hại ai, vì sao trời lại trừng phạt họ như vậy? Thật là không công bình.
con người còn trách phong thủy không tốt, khiến sinh khí của tổ tiên không che chở cho họ. Kế đó, họ lại hoài nghi chẩn đoán sai, nên đi hết các bệnh viện lớn để khám lại. Cho dù đã chứng minh chẩn đoán không sai, họ cũng đi khắp nơi tìm phương thuốc bí truyền mà không muốn trị liệu bằng phương pháp chính thống. Đợi đến khi các thầy lang băm dụ dỗ làm cho hết tiền, còn lại tấm thân tàn với hơi thở thoi thớp, cuối cùng thân tâm đều rã rưởi cùng kiệt. Họ đành ôm lấy tâm trạng tức tưởi không cam tâm, nhắm mắt từ giã cõi đời. Đây là con đường trải qua thường thấy nhất nơi các người bệnh. Thực ra những vấn đề như vậy, cho dù y học có tiến bộ đến đâu cũng không cách nào giải quyết. Chúng ta phải tìm về Phật Pháp, nghiêng tầm tướng thực của vũ trụ nhân sinh mới có thể tìm ra đáp án rốt ráo viên mãn. Phật Pháp thường bảo, nghiệp nhân quả báo, không chút sai chạy, nhân nào quả nấy. Nhân quả thông suốt ba đời là định luật không thay đổi. Chúng ta trước đây từng gieo trồng nhân ác, nên hoan hỷ tiếp nhận quả ác, càng phải nhận thức sinh mệnh vốn vô thường. Ba cõi như nhà lửa mà không nên lưu luyến. Chỉ có cách lắng lòng mình lại, chí thành niệm Phật, cầu dứt sinh tử, ra khỏi ba cõi mới là việc cấp thiết trước mắt. Mới đó, học Phật đã gần được 10 năm, hy vọng dưới sự dẫn dắt của Thiền Tri Thức, tôi đã không đi sai đường. Nhưng tôi luôn cảm thấy công phu học Phật của mình còn rất kém. Khi tiến, khi thoái, tập khí vô minh phiền não từ vô lượng kiếp vẫn rất sâu dày và luôn luôn bị nó quấy nhiễu. May mắn là trong khi hành y, tôi có thể nhìn rõ hơn tướng thực sinh, già, bệnh, chết của con người và muôn vẻ của cuộc đời. Tôi đã học tập quán chiếu, làm cách nào để đừng chấp trước vào sắc thân năm uẩn hòa hợp này. Ba ngày không tắm đã hôi túi khó ngửi, một ngày không uống nước là khó duy trì mạng sống, một hơi thở không trở vào là âm dương cách biệt. Thực là mạng sống con người chỉ trong hơi thở. Cho nên hiện đây trước khi đi ngủ, tôi đều quán tưởng ngày mai chưa chắc đã có thể tỉnh lại, còn có việc gì mà phải lo lắng phiền não. Do đó tự nhiên sẽ ngủ yên, không còn vướng bận mọi việc trên đời. Đức Phật dạy một bài kệ đối với sinh tử: muôn vật vô thường, là pháp sinh diệt. Sinh diệt hết rồi, tịch diệt là vui. Khi thấu triệt được tất cả các pháp, bao gồm sắc thân do duyên mà sinh, cũng do duyên mà diệt, vốn không có tự tính, thì chúng ta sẽ không còn chấp trước sinh tử, sẽ không còn sợ hãi sinh tử. Vậy thì giải thoát sinh tử là việc bây giờ và ở đây, tự tại vô ngại, an lạc vô cùng. Như Hòa Thượng Quảng Khâm cai thị: không đến, không đi, không việc gì. Chẳng qua phàm phu tục tử chúng ta tự chấp trước, lo suông mà thôi. Đời này được thân người có thể tu hành, là nhờ học y càng có thể nhận ra mặt trái đau khổ của nhân sinh, nhờ đó tiến tới học Phật. Từ đó tôi càng biết rõ hơn nhân sinh có ba thứ khổ, tám thứ khổ, cho đến trăm ngàn vạn thứ đau khổ như kinh Địa Tạng nói. Một người thân thể xinh đẹp, không ngờ bị ma bệnh hành hạ, biến thành ba phần giống người, bảy phần giống ma, cầu sống không được, muốn chết không xong. Mãi đến giờ phút sinh ly tử biệt là khóc lóc, gào thét. Tôi thường tự hỏi, cuộc sống mà như vậy, hỏi có đáng không? Mong rằng khi tôi còn sống, sẽ cống hiến những giá trị còn lại của đời mình cho nhân sinh. Tất cả tùy thuận, tùy duyên và hồi hướng cho mọi chúng sinh. Tôi nguyện dùng thời gian còn lại của đời mình để nỗ lực học Phật. Nếu có ngày bệnh chữa buộc thân, tôi quyết không tiếp nhận trị liệu kỹ thuật cao của y học hiện đại để hành hạ thân tâm, càng không tìm phương thuốc bí truyền và trị liệu dân gian để kéo dài sinh bệnh. Hơn nữa, tôi càng không muốn tiếp nhận những công cụ duy trì sự sống như máy móc và ống chay. Khi duyên đã hết, không có gì lưu luyến thế gian, buông xuống mọi duyên, thản nhiên về Phật. Tôi kính mong mỏi những người chung quanh
đem tâm hoan hỷ niệm Phật đưa tôi ra đi, không nên sầu thương mà phải vui mừng vì tôi đã đi qua đoạn đường nhân sinh một cách thanh thoát, bây giờ trở về tịnh độ Tây Phương. Như vậy tâm nguyện tôi đã mãn, không có gì oán than, không có gì hối hận. Xin trân trọng A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà là vô thượng y vương, nếu bỏ đây không cầu, thật là kẻ si cuồng. Một câu A Di Đà là thuốc diệu già đà, nếu bỏ đây không uống, thật lầm to lắm mà. Hoằng Nhất Đại Sư, tôi là người dân Cực Lạc, luôn luôn niệm Phật mỉm cười.